Mô hình trồng dâu có diện tích 0,64 ha với các giống dâu S7CB VA201 phục vụ nuôi tầm con và nuôi tầm lớn. Mô hình nuôi tầm con có quy mô 5 hộp trứng tầm giống TQ112, tạo nguồn tầm con phục vụ cho mô hình nuôi tầm thương phẩm. Mô hình được thực hiện áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây dâu, hái lá và nuôi tầm nâng cao chất lượng kén. Kết quả cây dâu sinh trưởng phát triển tốt, chất lượng lá đạt tiêu chí, sạch bệnh, hạn chế tối đa tuần dư đạm ở lá, đảm bảo dưỡng chất cho tầm mô hình nuôi tầm con đã tạo ra nguồn tầm giống khỏe, không có biểu hiện bị bệnh. Đặc biệt, mô hình tầm thương phẩm được chú trọng từ khâu vệ sinh môi trường sạch sẽ, thoáng mát, không khí trong lành đến các khâu cho ăn, thay phân, xử lý tầm, thức ngủ, hay phòng bệnh và trở lửa. Nhờ vậy, tầm phát triển tốt cho năng suất kén trung bình 52 kg một hộp tầm, cao hơn so với đối chứng là 30,6%. Thành công của mô hình đã góp phần hoàn thiện quy trình nâng cao chất lượng kén, phù hợp với điều kiện canh tác tại huyện Cát Tiên và đây cũng là nơi để cho nông dân học tập nhân rộng và hình thành các chuỗi liên kết nâng cao chất lượng kén.